Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ vụ đánh bạc ăn tiền quy mô lớn bằng hình thức đá gà ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Tại nhà ông Nguyễn Phi Vinh, 61 tuổi, ở thôn An Hà Ba, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt quả tang khoảng 20 người đang tham gia đá gà ăn tiền. Tang vật tiền gần 100 triệu đồng, cùng 10 mô tô, xe máy và nhiều tang vật khác. Điểm đá gà trên nấp bóng nơi giao lưu mua bán gà chạy, nhưng đã lén lút tổ chức đá gà ăn tiền. Hiện vụ việc bàn giao cho Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng.